Thưa quý vị và các bạn, nhiều người tham gia giao thông khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra phương tiện thì đưa ra hàng loạt lý do, thậm chí một số trường hợp vi phạm còn lợi dụng sự sơ hở của tổ công tác đã lấy xe bỏ chạy. Thậm chí có nhiều trường hợp còn trêu đùa, thách thức và có những lời lẽ thiếu văn hóa đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Đó là những gì mà phóng viên đài chúng tôi đã ghi nhận khi theo chân tổ công tác 282 của Công an tỉnh Hưng Yên trong quá trình thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua. Đây là trường hợp chưa đến tuổi điều khiển phương tiện bị tổ công tác phát hiện và lập biên bản. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở của tổ công tác, đối tượng vi phạm đã lấy xe bỏ chạy, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Xe bình thường. Không, chìa khóa vẫn cắm ở xe. Thế cháu lấy xe cho cắm ạ. Xong là cháu có ý định là chạy thoát tổ công tác để cháu biết được nguy hiểm không? Có. Đêm 14, 15 và 16 tháng 1, theo chân tổ công tác 282 tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Văn Linh, khu vực xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên mới thấy những khó khăn vất vả và nguy hiểm của lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều trường hợp khi bị yêu cầu kiểm tra thì đưa ra hàng loạt lý do để chống chế, đại đa số ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đi làm tối em về thì cháu lấy trộm xe thì có đầu điện thì em giật mình em biết là cháu lấy xe đi. Cháu đổ xe từ bao nhiêu phân khối ra? Từ 50 phân khối ấy, nên 100. Cháu biết là cái việc tham gia không đăng ký à? Cháu có. Biết nhưng mà vẫn cố tình à? Vâng. Thực hiện kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, tổ công tác 282 của công an tỉnh đã phát hiện gần 20 vụ việc, trong đó phát hiện 2 vụ việc liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy và một số vụ việc liên quan đến tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điển hình vào khoảng 21 giờ 20 ngày 11 tháng 1, tổ tuần tra vũ trang của lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô tàng trữ 6 túi ni lông có chứa heroin. Tổ tuần tra đã lập biên bản và bàn giao người và phương tiện cho công an thị xã Mỹ Hào điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh tự và xử lý các đối tượng đấy thì đã phát hiện rất nhiều các đối tượng là ở cái độ lứa độ tuổi 15, 16, 17 và chúng tôi đã có những cái hình thức xử lý và trao đổi với gia đình, yêu cầu các gia đình là đặc biệt là phải quan tâm đến các cháu. Hiện công an tỉnh đã tăng cường thêm nhiều tổ công tác đặc biệt cùng các tổ công tác 282 để kiểm tra và xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng duy trì yếu tố bất ngờ về thời gian, địa điểm cắm chốt. Ngoài phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng hình sự, sẽ tập trung xử lý nồng độ cồn, test nhanh ma túy. Với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra để nhân dân vui xuân đón Tết.